Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gia Đình Em à. Hôm nay mình tới văn phòng, mình đang ở bãi đậu xe này. Mình tới hơi sớm chút xíu, còn 20 phút nó mới vào giờ làm việc. Thì tranh thủ mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái công việc mà mình từng làm khi mình sang Canada này nhé. Đầu tiên á, khi mình sang Canada này thì mình sang vào tháng 6, lúc đấy là mùa hè, trời đẹp lắm, rất là thích. Và mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chắc mình phải mất đến 2, 3 tháng hoặc là 4 tháng mình mới có thể tìm được những công việc mà theo đúng chuyên môn của mình, theo đúng kinh nghiệm mình đã có ở Việt Nam. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy rồi. Nhưng các bạn biết không, khi sang đến Canada ấy, mình đi ấy, mình ở nhà mình không làm ra tiền này, cũng cảm thấy người bồn chồn. Rồi mình đi đâu mình mua sắm ấy, cái gì mình thấy nó cũng mắc lắm. Bởi vì các bạn biết không, cái thói quen mà mình cứ hở cái là mình đổi sang tiền Việt Nam ấy, mình mua mớ rau mình kêu ủa cái này 5-6 đồng tương ứng với cả khoảng 100.000 tiền Việt Nam, là bắt đầu thấy sót rồi, kiểu như vậy đó. Tại vì hầu hết mọi người mới sang đây hay có thói quen đổi tiền lắm, cứ mua món gì cũng hay tính nhầm, à cái này tiền Việt Nam bao nhiêu ta. Nhưng các bạn nhé, đừng nên làm vậy, mỗi nơi nó có cách sinh hoạt khác nhau, nó như vậy nó không phải mắc hơn đâu, mà tùy thuộc vào cái chi tiêu hoặc là cái thu nhập ở bên đây nữa. Nên hầu hết mới sang bị như vậy đó, nên thành ra mình rất là sốt ruột mình đi mình kiếm việc. Thì biết là tiếng Anh của mình chưa có giỏi, rồi tại mình dùng tiếng Nhật không mà, tiếng Anh của mình phản xạ, mình nói tiếng bằng phản xạ nhiều khi mình nói từ tiếng Nhật chứ mình không nói từ tiếng Anh đâu. Thế nên bắt đầu mình mới quyết định là đi tìm những công việc tay chân xem có dễ hay không. Nhưng mà tìm việc tay chân mới sang á cũng khó nữa, cũng không phải là ngay lập tức mình sẽ tìm được công việc mà toàn thời gian là một tuần 5-6 ngày để mình có đủ thu nhập cho gia đình mình đâu. Thế cho mình cũng loay hoay mất tầm khoảng nửa tháng đến một tháng mình mới tìm được. Mình tìm được cái công việc đầu tiên thì mình cũng cố gắng, mình nghĩ là mình biết tiếng Nhật, mình tìm cái tiệm Nhật đi. Mà đặc biệt các bạn nha, ở bên Vancouver này ấy, mặc dù người Nhật rất là ít nhưng mà tiệm sushi thì cực kỳ nhiều. Sushi thấy mọi nơi luôn các bạn ạ. Nhưng mà đương nhiên chủ của nó là người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc, chủ người Việt Nam, người Tây, chủ người Nhật rất là hiếm. Nhưng mà mình cũng tìm được một tiệm là chủ người Nhật. Thế mình vào đó mình làm được một vài bữa thôi. Thì làm trong tiệm mà mình chỉ làm trong bếp, còn những bạn nói tiếng Anh thì ở ngoài để tiếp khách. Mà các bạn biết không, mình làm đó mình nói tiếng Nhật không, mà mình định nghĩ ủa mình sang xứ Canada này rồi mà mình cứ nói tiếng Nhật như này thì làm sao mình hòa nhập được, mà làm trong bếp cũng cực nữa. Thế mình quyết định mình tìm một công việc khác. Thì lúc đó có một cái tiệm chè Việt Nam họ mới mở tức thì thôi. Thế mình vào mình phỏng vấn, thế mình cũng đậu, cũng làm trong bếp luôn. Nhưng mà mình trong đó mình thích hơn, bởi vì sao, những bạn mà bạn trẻ trẻ 18-19 tuổi có, nhưng 17 tuổi có luôn ấy, mấy bạn nhỏ nhỏ bạn đi làm luôn ở bên đây, mấy bạn trẻ năng động lắm. Thì rồi có thêm cả mấy bạn khác nữa, cũng tầm khoảng sinh viên đại học. Có một cậu người Trung Quốc học đang học UBC cũng làm đó luôn. Thì họ nói tiếng Anh phải nói là cực kỳ hay. Thế mình vào đó mình làm mình thích lắm, mình nghĩ có cơ hội để mình nói tiếng Anh. Thế là mình mới xin chuyển sang tiệm chè mình làm, chè Việt Nam nhé. Mặc dù tiệm chè nhưng mà làm cũng cực các bạn ạ. Mấy cái nồi chè rất là to rồi bê nặng. Rồi thì tại vì cái tiệm chè của bên mình ấy làm mọi thứ này bằng thủ công bằng hết ấy. Tức là nhá, kể cả xương sa, xương sáo hay hạt lựu hay gì đó tự mình làm hết, tự mua đồ tươi sống về làm. Nói chung tiệm chè rất là chất lượng nhưng mà trong bếp làm rất là cực. Rồi chưa kể là đến khi nếu mà mình làm theo tiệm đấy, mình làm theo ca mà. Ví dụ tối 9 giờ tối thì tiệm mới đóng cửa, nhưng mà nhân viên phải ở lại đến 11, 12 giờ để mà dọn dẹp tiệm, sau đó mới về. Mà nhà mình thì ở bên thành phố, ở bên ngoài, ở thành phố xa, mà lại mình lại làm ở trong trung tâm Vancouver. Mình đi về mất một tiếng, hơn một tiếng nữa, mình phải mang xe đạp đi. Có nghĩa là mình mang xe đạp đi, mình đến xe bus, xe buýt ở phía trước, cái cổ xe buýt nó hạ xuống được, mình để được, thì thường là để được 2 chiếc xe đạp. Thì mình để xe đạp ở đó, thế mình đi xe buýt đến tàu điện ngầm, đến tàu điện bên đây người ta gọi là Skytrain, đến tàu điện thì mình lại xe đạp được phép mang lên tàu điện, thế mình về tới ga nhà mình lấy xe đạp mình đạp về nhà. Thứ nhất ban đêm ấy mình đi như vậy cho nó an toàn, bởi vì mình đi nhanh, thứ hai nó cũng đỡ lạnh, rồi mình về nhà cũng nhanh nữa, nên thường là lúc đó mình mang xe đạp đi đó các bạn ạ. Cực lắm, mình mất, nói chung mình làm những công việc như vậy tầm khoảng 3 tháng thì sau đó mình kiếm được công việc văn phòng. Nhưng các bạn có biết không, công việc tay chân lương lại cao hơn công việc văn phòng. Chỉ trừ các bạn làm công việc văn phòng mà có trình độ, có nghĩa là có được đào tạo hay một cái dạng công việc đặc biệt, ví dụ có ngành nghề như IT, các bạn làm nhân viên kế toán, các bạn có trình độ rồi ấy. Chứ còn nếu chỉ công việc văn phòng bình thường như hoặc là tiếp tân hoặc là làm admin như hồi đó mình xin ở trong một văn phòng á, thì lương thấp hơn lương đi làm tay chân nha các bạn. Nhưng mà mình chọn cái đó bởi vì làm sao? Bởi vì đi làm văn phòng về thì mình hẳn còn sức khỏe này, mình không có bị mệt, và mình làm theo giờ hành chính thôi, tối về mình có thời gian mình ôn luyện, mình ôn tiếng Anh, thêm được cái kiến thức để mình có thể đi phỏng vấn xin việc được cái ngành nghề mà mình yêu, mà mình đã có trình độ.
Đó là lý do tại sao mà mình chuyển từ công việc lương cao là tay chân sang công việc lương thấp là làm admin cho một văn phòng. Và sau một khoảng thời gian làm admin cho văn phòng thì cuối cùng bây giờ mình đã làm lập trình viên iOS, tức là lập trình viên phần mềm cho điện thoại iPhone. Thực chất khi mình ở Việt Nam á, thì mình lại quản lý các dự án về công nghệ thông tin chứ mình không trực tiếp lập trình đâu. Nên thành ra kỹ năng lập trình của mình cũng không quá cao. Nhưng khi mình sang đây mình lại không có bằng quốc tế về lập trình, về quản lý lập trình. Ví dụ như là bằng PMP, bằng Prince 2. Thì nếu mà các bạn mà có những bằng như vậy về quản lý dự án thì bên đây các bạn sẽ dễ xin ở vị trí đó hơn. Trong khi đó mình lại tiếng Anh thì không quá giỏi mà mình lại không có bằng về quản lý dự án. Và nên khi mình sang đây thì việc mình tìm vị trí đó nó cũng khó, nên cuối cùng mình lại phải quay lại mình xin vị trí lập trình, thì cái đó nó dễ hơn bởi vì vị trí lập trình thì không cần phải nói tiếng Anh quá giỏi, đúng không? Chứ quản lý dự án thì đương nhiên mình phải nói giỏi, mình tiếp khách hàng hay là mình nói với các lập trình viên. Còn đây mình lập trình, mình làm một mình thì mình sẽ không cần phải trình độ tiếng Anh giỏi cuộn tới mức như vậy. Thì với cái kinh nghiệm của bản thân mình ấy, mình rút ra được 3 cái bài học về cái vấn đề này. Thì nếu bạn nào mà đi theo cái con đường giống như mình ấy, thì xem có thể học hỏi được chút gì không ha. Thứ nhất, nếu các bạn mới sang đây tức thì mà các bạn muốn kiếm tiền ngay ấy, các bạn có thể làm những công việc ở nhà hàng. Thì công việc đó lương cũng khá, ngoài ra cũng có cả tiền tip nữa. Và nếu giả sử các bạn chưa thể tìm được công việc ở nhà hàng ngay, thì có những cái công việc, ví dụ như cái hãng hồi đó mình nhớ tên là Destination One, thì họ sẽ có việc, họ sẽ gọi mình và cũng làm ở nhà hàng thôi. Nhưng mà có việc họ mới gọi, không có việc không gọi, tuần sẽ được khoảng 2-3 lần thôi. Nhưng thành ra họ cần cái người rất là nhiều, họ cần cả ngàn nhân viên cơ, làm rất khắp nơi. Nên mình các bạn mà nộp cho đó thì được nhận liền, chứ không cần phải đi kiếm quá nhiều nhà hàng nếu mà mình cần việc ngay ha. Ngoài ra nếu mà đã làm nhà hàng ấy, các bạn cố gắng học thêm những cái bằng như là Service, thì cái bằng đó là bằng phục vụ rượu. Thì khi các bạn mà đi làm nhà hàng bán rượu thì thường được tip nhiều hơn và lương cao hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu các bạn mà muốn có thể mình về mình vẫn còn khỏe, mình muốn tìm mà mình có tối về mình còn khỏe mạnh, mình không có quá mệt về sức khỏe để mình học thêm ấy, thì các bạn có thể tìm những công việc làm trong văn phòng như là admin, làm tiếp tân, những công việc đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì thường những nếu mà trình độ tiếng Anh của mình chưa có, mình có thể làm tiếp tân cho những cái công ty Việt Nam, những hãng Việt Nam họ cũng có tuyển nhé. Thì mình có thể vào đó mình làm thì công việc nhẹ nhàng hơn, lương thấp hơn làm nhà hàng, nhưng mà về mình có thể học hành thêm, mình rèn luyện thêm được. Và một cái nữa mà mình cũng muốn nói ấy, đó là ví dụ như trường hợp của vợ mình đi, thì khi vợ mình đòi đi làm tay chân thì mình không cho. Mình nói là mình tự đi mình làm, mình kiếm tiền được rồi, có thể hỗ trợ được phần nào, có thể, mặc dù không đủ cho cả gia đình đâu, nhưng hỗ trợ được phần nào. Mình muốn vợ mình bắt buộc phải kiếm được ngành nghề đúng chuyên môn, dù phải đi làm mà volunteer, làm tình nguyện cũng được, kiểu gì cũng được, nhất định phải làm việc đúng chuyên môn. Thì như vậy lấy được kinh nghiệm ra trường sẽ dễ xin việc hơn. Và vợ mình do không có cái cách nào khác ngoài việc mà bắt buộc phải đi làm đúng trình độ, làm đúng cái ngành nghề của mình ấy, thành ra cuối cùng vợ mình đã lấy được kinh nghiệm Canada và đi làm ở đây. Nên vấn đề này mình cũng rút ra được ở chỗ là nếu giả sử đi mà hồi đó mình có đủ tiền để mình có thể không lo đến trong vòng nửa năm thất nghiệp, mình cứ ôn luyện, nhất định phải tìm được việc mình mong muốn, thì có thể mình đã tìm được việc của mình mong muốn nhanh hơn. Và có một cái nữa là bằng cấp ở Việt Nam như mình cũng hay nói ấy, cũng không được đánh giá cao lắm. Nhưng nếu mà những ngành nghề như IT hoặc là một số ngành nghề mà không quá đặc trưng mà có sự phân biệt lớn giữa các quốc gia ấy, thì bằng cấp ở Việt Nam vẫn được công nhận nhiều. Và nếu có cơ hội thì các bạn hãy nên thi lấy những bằng quốc tế. Ví dụ như ngành, nếu mà mình làm quản lý dự án hồi ở Việt Nam trước khi sang đây mà mình chịu khó mình thi được bằng PMP, mặc dù là đương nhiên rất là khó, nhiều khi phải mất cả 1 đến 2 năm, nhưng trước khi sang mà mình chuẩn bị được cái đó thì khi sang đây mình thi cái bằng đó cũng thì mình có thể xin được việc quản lý dự án dễ dàng hơn rất là nhiều. Vậy đó các bạn, đó là một chút chia sẻ nhanh của mình về một số cái công việc mà mình đã làm khi mình sang bên đây và một số những bài học mình rút ra được khi mà làm sao để có thể mà kiếm việc tốt hơn hay có thể kiếm được việc dễ dàng hơn ở bên đây. Giờ đã đến giờ mình phải vào văn phòng mình đi làm rồi, mình không có thể nói được nhiều nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhé. Xin chào.